Kim Duyên. Lên Sài Gòn Daily coi nha mấy bạn. Sài Gòn Daily nha. Ok. Chấn động luôn mọi người. Quay cận cảnh. Duyên ơi, trả lời mọi người một tí xíu đi trước khi lên máy bay ha. Chắc đứng đây luôn đi ha. Em
Ở gì nó mệt cái người này. Tại nào nè, sao ông này làm biết gì vậy chứ? Cái tin từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mà bữa giờ quay lên toàn bịch khẩu trang, đó là bao nhiêu? Mà mấy thằng nó tươi tươi, thằng bạn khẩu trang nó quay.